Thích Tư làm xin chào anh em và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em thêm một cái sản phẩm cực kỳ tốt từ Toto Một cái máy vặn vít điện tử 4V của hãng Toto với lực bắn của nó tới 4Nm Và con này sử dụng pin lithium ion à, Một cái dòng sản phẩm chuyên dụng cho anh em nào sửa chữa linh kiện điện tử à, Sửa chữa máy móc rất là phù hợp luôn à, Mình đã giới thiệu cho anh em cái con CMW0016 thì đó là một cái ứng cử viên rất là sáng giá con đó so với con này thì có nhiều tính năng hơn nên nó mắc hơn là 360 ngàn Con này thì rẻ hơn chỉ được khoảng 20 ngàn thôi à Nên là thật sự đây là một cái sự khó khăn đó con này khi mà cạnh tranh với con kia Riêng thì cái sự khác biệt thì con này nó ghi 4V là 4V max nên là maximum Thì nó cũng là 3.6V thôi Vậy lực kéo thì cả hai con đều tương tự với nhau là khoảng 40 tấn nhân mét à Con này thì đựng trong một cái hộp như thế này rất là nhỏ gọn Và chúng ta sẽ cùng nhau xem nó có cái gì bên trong đây Cái con này thì nó chỉ có một cái kiểu như thế này thôi Không có đổi đầu được gì hết Trên thân này thì nó sẽ hiển thị cho mình được đồng hồ pin Nó cũng không có mình chỉnh được cái cấp lực gì ở trên đây hết Và nó có một cái cục sạc dự phòng đi theo à, độ cái thì nó tặng cho mình được nhiều đầu vít hơn Tại vì nó sử dụng đầu vít chuẩn ngắn và một cái đầu chuyển Đó, anh em chỉ cần gắn cái đầu này vô Chúng ta hãy xài với cái đầu này hoặc là anh em xài trực tiếp trên cái này đều được hết à, Cả hai tính năng đều được luôn Con này thì được một cái đó là nhỏ gọn à, tiếng kêu của nó thì cũng không có êm hơn cái con xe mắt ha xe mắt kêu êm hơn con này kêu có vẻ ồn hơn mặc dù cái máy nó nhỏ hơn thì rõ ràng đây là một cái sự so sánh để mình lấy ra mình so sánh cho anh em biết luôn thì anh em thích cái nào anh em mua cái đó thôi tùy anh em à, à con này là 328 ngàn hay 338 ngàn 338 ngàn ha, à, bảo hành cho chúng ta cũng là 6 tháng luôn thì bây giờ mình sẽ mở cái máy một cái máy ra để mình test coi là nó có khả năng À, mở được những cái con vít ở trên cái thân uh, máy này không, đây là con cửa đĩa của hãng uh, hãng gì đó, hãng uh, DCA đây mình sẽ mở cho anh em xem nhé thì để mở dễ thì mình sẽ dùng một cái con vít dài, mình nói ra mình mở cho nó khỏe ha rồi ok và chúng ta sẽ mở thử nha đó rất là nhẹ nhàng thôi không có gì khó khăn hết đó mình lấy bit PH2 đi cho nó chính xác. Rồi. Đây. Máy rất là khỏe nha anh em ha, rất là khỏe. Đó. Mấy ốc bự này ở nó luôn nè, mấy ốc nó lớn đây nè. Đó, à, bạn vô. Con này không có chế độ chỉnh cấp trượt nha anh em nên là khi mà gần đầy á gần siết cứng anh em thấy nó sẽ vặn cái tay mình qua một bên nên mình nói với anh em á là cái con này khi mà so sánh với con xe mát thì thật sự nó sẽ bị yếu thế à, trong việc lựa chọn nếu là mình thì mình sẽ chọn con xe mát à, mặc dù mình đang review là con tô tồ <laughs> à, tại vì có sao nói vậy anh em ha tại vì có review như thế này thì anh em mới có cái sự đánh giá và lựa chọn cho mình một cái cái lựa chọn đúng đắn nhất à, hoặc là thì nếu mà anh em không có tiền Chẳng hạn như là ok anh chỉ có tới 338 ngàn còn 20 ngàn anh không có thể kiếm thêm à, Hoặc là chúng tôi chỉ muốn cỡ đó thôi Thì anh em có thể mua cái con uh, Tô Tô đây với mức giá là 338 ngàn Và bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nó có giảm giá gì hay không Ở trên cái hệ thống của Thích Tự Làm nha Rồi anh em thấy 4V đó. có vẻ hờ ừ, 4V nó nhiều hơn 3.6V thì thật là một nó em ha Nó giống giống như là 18V và 20V hoặc là 10V, 8V và 10, 10V 8 và 12V gì đó Đó là cái cách ghi của người ta thôi Mà mọi người biết thì hàng Trung Quốc thì mấy ổng hay ghi Ghi giống như là ông Toto này ông ghi 20V mắc chứ đâu ghi 18V đâu Cũng có dòng 18V cũ mà nó bỏ rồi Hiện tại cái dòng đó rất là ít ha Tại vì có dòng 20V người mua 2V Rồi Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái giá của sản phẩm này Đây là mình kiểm tra cho anh em Cái giá của con CMAX W0016 con này là 390 000 ha Thông số của nó thì à, uh, Con này thì cái lực của nó hấp hơn cái con Toto Con này được 4 n Còn con Cmax thì 3.6 Ở 350 à, uh, Nhưng mà được cái con Cmax là tốc độ của anh em thấy là tới 210 Con này cấp độ có 180 thôi Nên là nói về tốc độ Thì cái con Cmax lại hơn rồi à, uh, Pin của cái con kia là 1.300 mAh Tức là 3.5 a đó Còn con này là bao nhiêu nó không ghi Mình cũng không có biết luôn, bao nhiêu mAh này nữa nó chỉ ghi là 4V thôi ha, à, không có biết ghi em bao nhiêu nên là mình không biết. À, sạc thì khoảng 3 năm giờ thì có thể giống nhau rồi đó, đầu cũng đàn đầu, đầu 1/4 thôi ha. À, thì đây anh em thấy thêm có một con đó là con DCA cũng là một con lựa chọn nữa dành cho anh em. Rồi. À, review cái này giới thiệu thêm những cái khác cho anh em có thêm nhiều lựa chọn. Con này là TSD LI 04 01 thì đây giá của nó đây anh em ha 340 anh em ha giá là 340 à, 340 ngàn à, chẳng luôn cho nó tròn 338 nó thối 2 000 công cực lắm điện thế là 4V nè đầu 1 phần tốc độ không tải 140 8 lực xoắn là 4 Newton 15 cộng 1 cấp độ trượt với đèn làm việc thì cái này à, chắc là ghi sai mình sẽ sửa lại cái phần này tại vì thật sự nó chẳng có một cái cấp trượt nào trả à, sạc trong vòng khoảng 2 giờ ở đó là cái tốc độ sạc thì nó nhanh hơn con kia sạc tới 3 đến 4 đến 5 giờ lận. À, chắc là cục pin này nó sẽ nhỏ hơn. Và nó kèm theo nhiều phụ kiện hơn, con kia ít phụ kiện hơn. Rồi ok, nếu anh em yêu thích TOTAL thì có thể lựa chọn cái con này với một mức giá là bốn 40 000 Còn nếu anh em muốn mua và trải nghiệm thử hàng xe mát tại vì hàng xe mát thì nhiều anh em không biết thì anh em có thể mua xe mát à, với mức giá là 390 000 và sự chênh lệch ở đây là 50 000 à, 50 ngàn cho một sản phẩm Rồi, các bạn em đã xem video này và đừng quên đăng ký kênh youtube của Thích Tự Làm Cũng như là của So là Một để không bỏ lỡ những video review mới từ hai bên Bên mình sẽ làm ra nhiều video hay ho hơn cho anh em xem ha Và thông tin là trung thực Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại